Hồi trước em cũng mê thơ, rồi yêu luôn người làm thơ cũng như chị vậy đó. Nhưng 3 năm rồi bao nhiêu sự đổi thay, em sắp lấy chồng, còn người ấy bây giờ. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ đến loài hoa giờ, tựa trái tim phai tựa máu hồng. Thu Cúc, anh Trí, anh mới về đến. Vâng, 3 năm qua Quy Thành này không có gì thay đổi. Cũng như dù trải qua 3 năm sương gió, có lẽ gương mặt phong trần này người ta cũng không đến đổi mau quên. Anh, em vừa nhắc đến anh, đến mối tình của hai ta. Có nhiều trường hợp làm cho người ta nhắc đến người yêu, nhưng tôi chắc chắn rằng ở đây lúc này Cúc nhắc đến tôi cũng phải để nhớ, để thương, để chờ, để đợi. Mà Cúc nhắc đến tôi chẳng qua đó là câu chuyện muôn. Trong một vài khoảnh khắc như mây chiều bơ vơ côi cút, đóng giữa cung trời rồi cũng u buồn mà theo gió bay đi. Tôi tìm đến nơi đây chẳng phải để cùng ai nhắc chuyện tao phùng. 3 năm qua bây giờ đã khác, em sắp có chồng giàu, còn tôi vẫn lạnh lùng ôm kiếp gió sương. Anh Trí ơi, cũng lỡ làng rồi. Xin lỗi ông đây là người tình bị phụ hay bị phụ tình cũng cùng một nghĩa mà thôi. Đã biết người yêu không còn chờ đợi, không đến làm chi thêm hận tuổi giàu. Tôi đến nơi đây không phải để tiếc rẻ ân tình. Ông chủ cũ mời tôi, tôi không đến sợ ông buồn. Và cũng nhờ đến đây nên tôi mới biết là người yêu của tôi hôm nay đã... Phải, em đã có chồng. Có chồng? Có chồng có nghĩa là người ta đã đoạn tuyệt với kỷ niệm êm đềm buổi trước. Thở đôi đầu chung bóng dưới trăng khuya, người ra đi có lúc cũng quay về. Sao con đò duyên kiếp nở âm thầm tách bên. 3 năm qua anh như một kiếp chim trời bạc gió, lẫn non ngàn vỗ cánh tuyệt mù khơi. Người năm xưa giờ đã có nơi rồi, anh dâng số kiếp hay oan hận nhân thế? Không, tôi chỉ là tôi của lạnh lùng, của tình hờ hững, của chờ mong. Xin ai đừng nhắc lời chung thủy, mộng ước tan rồi đời uổng. Công 3 cây xuân rồi anh ở đâu? Mình em ca khúc biệt ly sầu, đêm đêm ngồi chép thiên tâm sự. Thu lạnh em còn lạnh đến đâu?
Đúng ra thì cái tên Nguyễn Trọng Trí, thư ký phù động của Ti Công Chánh Quy Nhân, đã bị người ta khai tử nó 3 năm nay rồi. Tôi không muốn ai gọi đến tên nó nữa. Cũng như hiện tại, tôi không có quyền gọi tên Thu Cúc như thuở nào. Tôi thường mượn tên em để gợi ý đề thơ. Ngày xưa là dĩ vãng, bây giờ là hiện tại. Hiện tại tôi xin được phép gọi em là bà Kỹ Sư Long. Còn tôi, lúc nào cần bà cứ gọi, tự nhiên gọi tôi là Hàng Mạc Tử. Hàng Mạc Tử, Hàng Mạc Tử. Lần đầu khi nói tiếng chia ly, còn hẹn ngày mai đẹp ước thề. Sao bùi tương phùng chua xót qua, là ngày em khoác áo du quy. Cuộc từ ly tháng qua người ơi, tình ly tháng. Những định mạng khắc khe và lòng người nghiệt cay trao trở, nên chuyện lứa đôi duyên nợ không thành. Rồi bây giờ anh về thì đã hết thương nhau. Anh không cho tôi gọi cái tên Trí nữa, cái tên mà 3 năm qua tôi vẫn nhớ. Dù rằng tôi sắp cất bước theo chồng. Anh Trí ơi, anh về rồi anh sẽ ra đi, mang thơ nhạc khiến cho đời sương gió. Chỉ có kẻ ở lại mới mang sầu mang khổ trong chiếc lòng xôn trướng và ao tù. Lấy chồng sầu khổ cái nỗi gì, lấy chồng là bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời quá mong. Rồi thì sau một thời gian ngập tràn hạnh phúc, bà cũng sẽ như ai tay bế tay bồng. Lúc bây giờ bà đã đi sâu vào bốn phận làm vợ làm mẹ, bà đâu còn thì giờ để nhớ chuyện ngày xưa. Không những bà sẽ quên cái tên Hàng Mạc Tử, cái tên mà bà vừa bảo là khó nhớ khó thương, mà ngay cả cái tên cung côn của tôi là Trí bà cũng sẽ quên luôn, vì gánh nặng gia đình. Gặp tôi bà sẽ hỏi ông là ai, ông tới đây đi làm gì. Rồi bà cô mỏi trong trí nhớ, khi nhận được nhau rồi thì tôi với bà chắc tóc đã ngả màu sương. Người ta bảo đàn bà thường hay lắm chuyện, cậu không phải đàn bà mà cậu nói hơi nhiều à. Dạ kính chào ông chủ sự. Ừ, mong cầm, cháu Đường tôi cũng lên lầu giùm bác, nó đang bệnh ở đây có gió độc, nó ở đây không nên. Anh Trí. Rồi nữa còn tí cái gì nữa đi. Còn tí, cậu về sao cậu không tới tôi, cậu đợi tôi mời cậu mới tới phải không? Dạ thưa, đó là luật thừa trừ, vì 3 năm trước đây tôi đợi ông chủ đuổi tôi mới đi. Nè,
Cậu phải hiểu rằng hiện giờ con Tu Cúc nhà tôi sắp tới ngày thành hôn, nên ông mới mời tôi sang đây để thanh toán nợ nần. Tôi không nợ cậu mà cậu cũng chẳng nợ tôi. Dân chỉ có lời hứa mà thôi. Giờ cậu muốn gì? Giác đơn đi kiện hay cậu muốn giảng hòa? Dạ nếu đi kiện thì kiện ở tòa nào, người đâu ai xử để mà mình thưa. Chỉ có tòa án lương tâm mới biết lòng đen bạc. Tôi đã thành tài nổi danh, còn ông có giữ lời hứa hay không? Hơn 3 năm trời cậu đã vắng bạc tình. Kìa ông cấm tôi thuê từ, chắc ông vẫn chưa quên. Nhưng bây giờ thì đã muộn. Không, tôi về vừa đúng hẹn. Vậy rồi sao? Bây giờ muốn gì nói lại à? Tôi nói ông tệ thiệt tệ. Nè, tôi cắn cậu hổn tôi rồi nha. Thì ông biểu tôi nói đại. Tôi nói chuyện cậu nữa. Ông Tham, bác Tham, cháu xin bác cho cháu được gọi lại tiếng bác của 3 năm về trước, khi cháu còn là một thằng thơ ký quèn lương không đủ sống để nuôi thân. Gì vậy? Để nghe bác phủ phàng từ chối cuộc hôn nhân, khi cháu nhờ mai mối đem trầu cao sang giảm hoài. Nói chuyện móc họng. Bác bảo rằng nếu muốn lấy con gái của bác thì phải có nhà, có cửa, có sự nghiệp công danh. Chứ ai lại đi gả con cho một thằng thư ký mỗi tháng tiền lương chỉ có 800 đồng. Cháu đứng nơi đây mà nước mắt cháu chảy như ròng ròng. Mâm trầu cao cháu đi làm lễ hỏi, cháu ngỡ rằng mâm vàng bạc giấy tiền để đi điếu một đám tang. Bác bảo rằng mày hãy về đi, về kỳ hẹn trong 3 năm, ráng nhịn uống nhịn ăn để dành lương thơ ký. Hoặc đem mấy bài thơ của mày đi bán rẻ cho mấy người đi họ nằm giữa chợ đời. Rồi bây giờ cậu đã bán được chưa? Ở chợ đời có mấy người đi mua thơ của cậu? Dạ nhiều lắm bác ạ. Cái cháu mộng cầm đây nè, tiếp với bác này, nó nói gì nói không lại mà. Thưa bác, thơ của ảnh bác có đọc rồi mà. Đâu có, bác có đọc nào đâu. Bác đọc rồi mà bác chẳng biết ai sáng tác. Trong lúc người điên đọc thơ ảnh, họ còn biết tên biết tuổi của người nặng óc nặng tim. Anh Hàng Mắc Tư, tôi là người đã từng mến chuộng thơ anh. Xin được làm quen với nhà thơ Hàng Mắc Tư, để trần gian này thêm một người điên nữa đọc thơ anh ngạo nghễ giữa chợ đời. Tôi từ Phan Thiết ra đây, chỉ có tập thơ của anh tôi chọn làm đuổi bao. Bãi biển Quy Nhơn đêm nay chắc đầy trăng sáng, tôi muốn viếng một lần mà chẳng có ai quên. Cháu Mai Đình. Kìa cậu Phú. Cháu vừa quét dọn xong nhà cửa cho anh Hàng Mặc Tử, đang đọc thơ cái cậu về đến. Cậu biết lúc nào cháu cũng dành sẵn nhiều cảm tình với thằng cháu với cậu lắm. Mà đâu có phải mới đây sao? Hồi năm 10 năm nay lắm nè. Hồi Hàng Mặc Tử nó chưa nổi danh, hồi nó còn là thầy thơ ký quèn với số lượng chết đói kìa. Cậu, hồi đó cũng như bây giờ, trước sau gì Mai Đình này cũng chỉ là cô gái láng giềng người cùng chung lối ngò. Mà nó thương. Ngăn cách một vuông rào nên hai đứa dễ làm quen. Tao biết mà. Thấy anh ham làm thơ mà quên việc sách đèn, đành gian dở việc bút nghiêng phải xin đi làm chân thư ký. Cháu thương ảnh là thương từ ngày đó, ngày mà anh mang cái tên trí với lứa tuổi qua niên. Tham làm thơ mà tôi lại không tiền để mua giấy mực bút nghiêng. Cháu lo sợ anh chạy về nhà trẻ ông lấy tiền cao, số bạc 200 dành
từ lâu, để cho thơ cõi cạn nguồn. Cháu mua dây điếc tặng anh, đó là nghĩa là ân, là cả một tấm lòng. Kẻ có tâm hồn thì không thể nào quên. Cậu khuyên cháu hãy dừng lòng, ráng mà chờ mà đợi cháu ơi. Cậu đâu phải cháu đem chuyện xưa nhắc lại, để anh nghe mà thương hại cho mình. Cháu chỉ là cô bạn láng giềng, mừng anh sớm mới nổi danh. Ồ Trí Tùng, trời ơi, trời ơi, lâu quá mới gặp. Sao nghe nói ra bác sĩ rồi hả? Cha coi bộ. Ủa, Thông Sương. Anh Tùng. Ủa, ủa nói vậy hai người quen nhau hả? À, xin lỗi, vậy cho phép tôi rút lui để cho hai người được tự do tâm sự nha. Không, 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 Trí. Anh Tùng, tại sao anh âm thầm rời bỏ đất Sài Gòn? Là gì anh muốn quên dĩ vãng? Sau khi em từ chối lời cầu hôn của anh mà không có lý do chính đáng, cho đến hôm nay, mối tình của hai sinh viên trường thuốc đã chìm sâu vào quá khứ. Nhưng một đôi khi chợt nhớ lại, anh vẫn còn tự hỏi, không biết có nào em lại từ chối lời cầu hôn của anh. Anh Tùng, bây giờ chắc anh đã hiểu vì sao em có mặt ở đây rồi. Em không, không, em đừng sợ. Đừng sợ một hạt cát lọt qua kẻ chân sẽ làm trở ngại cuộc hành trình. Đừng sợ một chiếc lá rơi sẽ làm tan vỡ ánh trăng khuya trên mặt hồ thu em đềm không gần sông. Nói thật với em là nếu cần, anh cũng xin đem tình anh mà lót thay thảm cỏ, để cho em bước du quy cho người yêu đặt gót chân hồng. Dùng quen cho em một hạnh phúc chỉ vuông tròn. Nếu là ngày xưa thì cô dâu ngồi trên kiểu cưới, anh sẽ tình nguyện làm một gã kiểu phu. Nhưng thời nay chứ không phải là thời xưa, em lên xe qua có kẻ đón người chờ. Anh đứng bên lề vỡ nón tiếng đưa, rồi lặng lẽ cúi đầu mà giả tự dĩ dàng. Anh Tùng, anh giúp cho em thật không? Anh có hy sinh cho em thật không chứ? Này, em cứ đưa ra một điều kiện nào đó xem anh có phải là kẻ biết giữ đúng lời hứa hay không. Em không bắt anh vỡ nón cúi đầu giá từ dĩ vãng, cũng không đem tình anh thấy thảm có lốt trên đường. Hạng mặt tử, hãy coi em như tình bạn. Thứ tình bạn cũng thường không phá trộn tình yêu. Để trên đường em đi không vướng vấp trong gai, không sỏi đá làm đau gót chân ngà ngọc, không giọt lấy sầu đồng trên mắt biết, không nhạt môi cười vì héo nụ tầm. Đừng trách em không đáp lại lòng anh mong mỏi. Chính em nè, em không biết tại sao em có nhiều thay đổi đột ngột ở tâm tình quá. Hồng Sương, khi mới bước chân vào đây,
anh và em đã ngỡ ngàng làm cho hàng mắt tứ nhường cho hai đứa mình tâm sự. Chắc bạn anh cũng nghĩ rằng cuộc tương ngộ bất ngờ sẽ mang nhiều thú vị cho những kẻ yêu đương. Anh cũng không ngờ tìm đến thăm bạn lại gặp hồng sương và đột ngột khi nghe em yêu hàng mắt tứ. Nhưng anh sẽ vì em, vì em tất cả, để nói lên với hàng mà ở rằng em là một người bạn thiết của anh. Rồi nếu vì nghĩa kim bằng tự nó mời anh ở lại anh thế lần sau như chẳng có đi bao giờ. Xin lỗi, sự có mặt tôi nơi đây có gì trở ngại không à? Nếu cô cùng đi với tôi một đoạn đường thì sự trở ngại tất nhiên là phải có. Nãy giờ có lẽ cô đã thấy sự hy sinh của tôi cho nó chứ. Nhưng với tôi thì xin đừng ai bắt buộc tôi phải hy sinh. Đừng ai bắt buộc cô phải hy sinh? Cô nói thế nghĩa là gì? Vì tôi không yêu hàng mặc tử. Hả? Gì ư? Cô mà cũng yêu hàng mặc tử. Nhưng tôi chỉ yêu trong âm thầm lặng lẽ, không nói được nên lời, như dì cháu của nhà cô. Vậy thì tốt hơn tôi khuyên cô nên bỏ dở cuộc đua. Thà bỏ cuộc hơn là mình phải rước lấy đau thương thảm bại. Cảm ơn lời khuyên bảo của cô, nhưng tôi trót thương anh. Dù biết tình yêu ấy chỉ là thứ tình vô vọng, tôi đã sống bên anh như hình với bóng. Dù tình chưa sâu nhưng nghĩa nặng tựa non ngàn. Trọn cả đời tôi là những chuỗi ngày buồn, mảnh đất quê hương dây tròn thân phận, mắt không quá tầm vượt lũy tre xanh. Với tuổi giải cờ 14-15 đã biết yêu anh với mối tình trong trăng. Hồi anh mới tập làm thơ chưa nổi tiếng, sao chẳng thấy ai tìm đến tranh giành. Hàng mặc tử chưa phải là của riêng ai cả. Một món đồ quý đến trưng bày ở cửa tiệm, không thể cấm người qua kẻ lại dừng chân. Ngày nay hai cô được tìm viên ngọc quý là nhờ có bàn tay của người thợ dồi mài. Tôi không dám bảo nhờ người tôi mảnh mới thành tài. Nhưng cái ngày anh nghèo muốn làm thớ không tiền mua giấy mực, chính tôi là người phải chạy phải lo. Mấy bài thơ ấy tôi còn cất giữ đi nè hai cô. Năm bảy năm rồi đã nhạt nhòa nét chữ, nhưng nặng tình xưa nghĩa cô. Nếu tôi đưa nghi anh coi anh cũng không ngờ. Sao không đưa cho anh coi? Quê với chúng tôi làm gì? Để cầu xin lòng thương hại. Nếu tôi có xin á là xin cô đó đó. Còn cô đã bị loại rồi, tin yên phận thì hơn. Bây giờ cô định nói gì với tôi đây? Bài thơ đó đâu phải là một tờ giá thú, ở đây cũng không phải là phiên tòa để cô trưng ra bằng cơ. Vì đâu có ai giật chồng đoạt vợ của ai. Nói đúng ra hiện tại đang có một cuộc tranh chấp tình yêu, mà còn gọi là tình yêu thì đâu có gì bảo đảm. Khi mà tôi với cô chưa giáp mặt người tình, khi chiến trận tan rồi phải có một kẻ hy sinh. Tôi với cô chưa biết ai mang niềm đau hận tôi.
Nếu biết ra quân là đem về chiến bại thì lắm trận làm gì cho mang ngực vào. Anh Hàng Mắt Tư, vì sao họ lại cố tình ngăn chia hai đứa mình qua hai lối rẽ? Anh mang trọng bệnh gì sao anh lại giấu em? Mong cầm ơn chính anh mới là kẻ ngỡ ngàng vì binh tráng quân khi đau đớn đã mười phần thiên giam. Không lẽ cơ thể này đã chết dần sự sống khi mạch máu quanh còn luân chuyển ở buồng tim? Không lẽ quanh mình anh đang có sự rình rập của tử thần chờ đúng giờ đúng khắc để đưa anh về cõi chết? Hàng Mắt Tư, anh đừng nói nữa, em sợ lắm rồi. Những tiếng Tử Ly buồn ơi hai tiếng Tử Ly nào nè. Vì đâu ai đưa mình cách xa nhau, lối gió đường chẳng thuở trong gió lời thảm thương buồn. Hồn thơ anh sẽ rèn khắp nẻo mơ, lấy máu hòa tan ánh trăng, đêm gió hòa chung ngàn thơ. Đau thương anh lắm cầm cầm ơi, nếu sợ tiếng Từ Ly thì em hãy về đi để cho anh được gói tròn thân thân. Vì trong cuộc đời anh đã mang nhiều cay đắng nên anh chẳng dám chở tình ai cho nặng cánh phiêu bồng. Mong cầm ơi, có phải đêm nay là 16 trăng tròn? Ai sẽ thay anh làm thơ ca tụng nhắc nhở tình mình qua mấy mùa trăng? Trăng không còn là trăng của tình duyên mà trăng treo chơi với trên cành liễu rủ, thấm lạnh vào hồn từng giọt sương đêm, ướt cả bờ vai của người bạn chung tình. Mong cầm có thể là anh sẽ xa em vĩnh viễn, trên cõi trần này chẳng gặp mặt nhau, hoặc họ sẽ đưa anh đi tận nẻo trời xa, nôm ấp mảnh hình này không còn người lui tới. Thì em ơi, đây là giây phút cuối, thay tiếng tả từ rồi đoán tuyệt tình nhau. Thôi thì những bài thơ làm tặng riêng em đó, em mới coi như di vật cuối cùng anh để lại thêm. Hàng Mắt Tư, anh hết thương em rồi sao? Ai cấm được tình yêu qua dần thơ còn căng nhựa sông? Em còn đây, anh còn đó, trăng chưa sầu, liễu chưa rủ, tóc còn mềm như mặt suối yêu đương. Như thuở nào ngồi đợi trăng lên trên bãi vắng, anh ru em vào giấc mộng. Mộng chưa tàn mà sao anh bỏ trốn, để em một mình ngơ ngác nẻo trần gian. Réo gọi tên anh cho mờ đôi mắt lệ, trăng vẫn còn soi em lại nơi.
Trăng ơi, tình trăng quá đậm đà. Trăng reo thơ ta, lời châu báo kêu xa. Trăng ơi, mùa trăng ngày xưa ta đông. Nơi đây nhiều sương khói quá, nhạt nhòa vườn thanh năm xưa. Trăng ơi, mùa trăng thua hẹn. Ai mua trắng không lại đây tôi bán trắng cho. Trắng ơi, vì trắng hồn ta run máu. Tương tư vẫn thơ ví dạm mà nghiền miệng. Yêu ắt sương thu, ai vẽ trắng làm đôi cho ngất ngư hồn thơ. Trắng ơi, mong cầm ta đau hỡi hay cơn gió lây qua mảnh tình yêu hay mong manh hồn qua chất bay bay. Trắng ơi, còn đâu thua đời chờ ta nghĩ bơ vơ màu trắng thô chung đôi. Tình thương đêm đến, anh còn là bạn của tôi hay anh đã là tình địch của tôi rồi? Hè mắt tử, mày điên rồi, mày đã điên rồi à? Tao điên rồi. Tùng, mày là bạn của tao nhưng mày làm tới ông bác sĩ nữa, mày bảo tao điên. Thì tao điên. Tùng ơi, tao điên mà tao còn nhớ tên của mày đây thì chưa phải là tao điên đâu. Bác Tư, tao còn nhớ tên tao thì cũng chưa hẳn là tao điên. Còn đây là hai dì cháu yêu, chỉ có một tình yêu mà người yêu ấy lại như là tao. Nhưng một người hy sinh thân phận nhường cho cháu trọn hưởng niềm vui, nhưng niềm vui kia vẫn không trọn vẹn. Vì mày làm mày tới ông bác sĩ, mày khám tao điên nên tao phải mất bổng trầm. Mày yêu Hồng Sương mà sao mày không dám nói thẳng với nàng? Mày đi lại nói với tao rằng mày với nàng chỉ là đôi bạn chí thân. Anh Tùng ơi, anh ở đây quân tử vô cùng đã hy sinh một mối tình. Đã hy sinh rồi mà nó vẫn còn ghen. Hy sinh mà còn ghen thì mày hy sinh làm cái quái gì? Mày hy sinh làm cái quái gì? Những lúc này tôi cần sự yên tĩnh cho hàng mặt tử. Mỏng Cầm và dì Phước có thể qua phòng bên cạnh để tôi khám nghiệm lại căn bệnh của bạn tôi nhé. Cô Mai Đình, tôi mời cô ra đây để bàn với cô một việc. Tôi đang chờ nghe bác sĩ. Cô thấy không, anh Trí đang xúc động mãnh liệt. Phần đang bực tức vì tôi giấu không cho anh biết bệnh trạng của anh như thế nào, não nhẽ ra sao. Thưa bác sĩ, Tôi biết cô có nhiều cảm tình với anh Hàng Mặc Tử. Nhưng không biết sau khi tôi cho cô biết một sự thật chua xót đau thương,
cô có còn giữ được tình yêu tha thiết như trước không? Tôi xin hứa với bác sĩ là nếu anh Trí rủi có mang chứng bệnh nan y gì đi nữa, tôi cũng sẵn sàng hy sinh thân thế để được ngày đêm săn sóc cho anh. Tốt lắm, đây là tờ y chứng. Sau một cuộc khám nghiệm, người ta cho biết là anh Hàng Mạc Tử đã mắc bệnh phong cùi. Bệnh phong cùi? Trời! Phải. Vậy tôi nhờ cô cầm giấy này trao lại cho anh Hàng Mạc Tử. Tôi tin rằng cô sẽ có nhiều can đảm đón nhận những đau thương bên người bạn thi nhân bạc số vô phần. Cả một đời thơ là một chuỗi đau buồn. Con ơi con em nó đẹp là khi nó bay nó lượn. Trước khi nó đậu trên cành thì nó cũng tầm thường như tất cả mọi loài chim. Thơ của Hàng Mạc Tử có thể làm rung động những con tim. Những căn bệnh Hàng Mạc Tử cũng có thể làm cho mọi người lánh xa ghê tởm. Chỉ có cô là người một tình thương cao thượng nên sự hy sinh của cô Phật không bán không bằng. Hãy cầm giấy này trao lại cho anh tôi tạm đánh mặt để cho hai người tâm sự. Giả lại chính tôi không đủ can đảm để nói cho bạn mình biết rằng anh đã mang chứng bệnh nan y. Bất kỳ nhân có lấy tiếc lên sân và là nơi chôn ngăn cách rúng của nhà thơ Hàng Mạc Tử. Vậy sau khi đã cạn lời tâm sự hai người thu xếp hành trang trở lại quê nhà. Tôi sẽ đứng trong đám sương mờ Đà Lạt hoàng hôn nhìn đôi bạn bước dần qua ngõ vắng và thầm cầu chúc cho mối tình bất diệt dù cả hai cùng một tâm trạng đau thương. Anh Trí. Mai Đình à, lúc nãy Tùng nó có nói gì với Mai Đình không? Không, không, không có nói gì hết. Tới giờ này mà người ta vẫn còn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người. Người ta buộc tôi phải cô độc. Nhưng còn có em bên anh. Bên anh còn có Mai Đình. Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn. Nếu người ta bảo tôi mang một căn bệnh trầm kha cũng thế nào chữa trị được. Nếu người ta bảo tôi mang bệnh cùi, bệnh hụi thì liệu Mai Đình có thể ở cạnh tôi suốt cả cuộc đời không? Anh Trí, đừng nói nữa, đừng nói nữa anh Trí ơi. Ghê tởm lắm phải không? Làm sao Mai Đình dám nhận lời? Hy sinh cái gì, tình nguyện cái gì? Thế gian này đều giả dối hết, hãy về đi để cho tôi yên. Tôi không cần ai thương hại tôi hết, hãy về đi. Mai Đình, tôi thật là vô lý. Anh xin lỗi Mai Đình. Dù sao thì Mai Đình cũng khăn gói từ Quy Nhơn lặn lội vào đây thăm tôi. Đáng lẽ những lời vừa rồi tôi phải nhường cho những câu an ủi. Mai Đình hãy tha lỗi cho tôi. Mai Đình cầm giấy gì đó, đưa tôi xem. Không, không. Đưa tôi coi. Không. Đưa tôi coi. Không. Trời ơi, giấy chứng y. Giấy chứng y xác nhận là Hàng Mạc Tử. Hàng Mạc Tử này đã mang bệnh cùi. Trời ơi, Chúa ơi, Chúa đã trừng phạt con rồi. Chúa đã trừng phạt con. Anh Trí. Anh Trí ơi. Anh Trí ơi. Tại sao? Tại sao người ta không dám nói thẳng với tôi là tôi mắc cái chứng bệnh phong cùi? Tại sao người ta lại đưa giấy kết quả khám nghiệm y khoa cho Mai Đình mang tới? Tại sao? Anh Trí.
Anh Trí ơi, từ nay anh không còn sợ cô đơn bên anh. Em trọn đời săn sóc đau thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Sẽ về quê hương mà làm thơ ca tùng trăng vàng, trăng của quê hương vẫn nặng tình thương nhớ. Từ lâu em mong đợi cánh chim phiêu bạc giữa dòng còn ai thương ai tưởng cũng như là em đã thương anh. Mai Đình ôi nhân tình thế thay là đây, giờ bên ta chỉ còn có một Mai Đình. Anh Trí, người mà tôi đã bỏ quên suốt một quãng đời đau khổ. Còn lại anh cho em là hạnh phúc lắm rồi, đó là niềm vui là cả một cuộc đời. Không, Mai Đình, em mới là người ban ơn sâu nghĩa nặng, anh phải tôn thờ ngày suốt cả một đời anh. Anh Trí, Mai Đình, anh Trí, hãy gọi tên anh Hàng Mạc Tử. Hàng Mạc Tử, ba tiếng đó như một cơn bão kinh hồn vừa thổi qua biển cả, chỉ đem thêm khô khan vào lòng sa mạc, để làm tiêu tan sụp đổ những thành quách quý ghi trầm mặc giữa điêu. Sở nghiệp đi dân nằm mề trong so kiếp già càng, rồi đây biết ai còn nhớ đến tên Hàng Mạc Tử khi anh quay về sống lại với quê hương. Cơn mưa đời người thiếu bạc tha phương, anh đã bỏ quên tên mình trong trí nhớ, cái tên mà quê hương chẳng còn xa lạ và đã in sâu trong lòng da cái quê mùa. Mai Đình, em đang hờn trách anh đó phải không? Phải mà, anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời người con gái. Anh Trí, Mai Đình, Mai Đình, từ quy nhơn vào đây em chỉ mang theo muôn quà nhỏ nhỏ, cái tên của mẹ cha để anh không bỡ ngỡ lúc quay về, và một bài thơ ghép chữ đã nhạt nhòa, đó là hình ảnh quanh còn để lại trong lòng con gái lúc lìa quê. Tuổi xuân thời anh đem hết cho người ta, dầu tàn phế em xin nhận về làm bảo vật, chắc chắn còn ai đến đây giành giật, không lẽ đời em mãi chịu thiệt thòi. Anh Trí, em đang đứng ở cạnh anh đây, 7-8 năm nay em mới tìm thấy một nguồn vui nhỏ nhỏ. Mai Đình, Mai Đình ơi, em đừng nói gì hơn nữa, đã đầy đủ lắm rồi ý nghĩa của cuộc tương ngộ quá đau thương. Phải, Hàng Mạc Tử chỉ là một bút danh,
người đời có thể quên anh khi nguồn thơ đã cạn, khi anh không còn đủ tâm huyết để ca tụng những dần trăng sáng, khi anh đã là một vị nhân với kiếp sống tật nguyền. Cô bất diệt chẳng đó là cái tên Nguyễn trong trí của anh, cái tên anh đã bỏ quên những em để đem vào hồn trinh tất dừng. Ngày xưa em đợi nghe em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Chàng ơi, tình chẳng quá đậm đà, chàng gieo thơ ta lời châu báo kia xa. Mà nghẹn ngào